còn sợ thêm nữa, sợ nó vàng quá trời rồi mình cắt cho nó không đúng á. Chung gầy là nó cũng không có gầy nữa, nhưng mà sao bệnh nó không không có bệnh, sao tự nhiên cái nó bị vàng. Đồng nhà bị nè, cái đồng lân cận cũng bị, và những nơi khác. Cái lực tay của thằng Vũ chính là cái khoảng thời tiết hiện tại nè, nhưng mà cái khoảng chịu đựng của cộng dây thun này nó có chút xíu à. Trọng Hiếu kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Bà con thân mến, thì đang yên đang lành tự nhiên vàng là câu nói cũng như là chia sẻ của rất nhiều quý nhà nông đang có ruộng lúa ở giai đoạn từ đỏ đuôi đến chín nửa bông. Ở giai đoạn này thì quý anh chú mình đang chuẩn bị cho cử phun cuối. Tuy nhiên là ngặt nỗi là không có biết là vàng do bệnh, vàng do thời tiết hay là vàng do thiếu dinh dưỡng. Do đó quý anh chú mình vẫn còn băn khoăn. Trong chương trình ngày hôm nay, Trọng Hiếu sẽ cùng với quý bà con mình gặp gỡ kỹ sư Lê Trọng Hoàng Vũ. Chúng ta sẽ thăm đồng và có những cái đánh giá, tìm ra cái nguyên nhân vàng bất thường này là gì. Từ đó sẽ cho quý anh chú mình một cái giải pháp hữu hiệu nhất. Ngay bây giờ Trọng Hiếu kính mời quý khán giả, quý nhà nông chúng ta cùng thăm đồng trưa này nha. Mấy nay nghe ngóng các nơi thu hoạch vụ đông xuân với khoản năng suất cao, giá bán tốt, khiến nhà nông có trà lúa đỏ đuôi thêm phần nâu nao. Bà con chia sẻ, mong cho lúa chín nhanh, tới ngày xổ số cuối vụ coi có bằng anh bằng em hay không. Sau những chuyến thăm đồng tính toán cho cử phun cuối, nhiều nhà nông hết sức bối rối khi ruộng lúa bất chợt có biểu hiện chín ngược, lá chân hực vàng một cách bất thường và nhanh chóng lan đến phần lá cờ. Nhìn từ xa, mặt ruộng xuống màu thấy rõ. Gặp anh em kỹ thuật xuống thăm khám đồng ruộng, chú Bảy liền nói, nông dân đồng này toàn cao thủ, làm lúa mỗi năm đến cắt vẫn còn xanh mướt, vậy mà năm nay sao kỳ. Trước biểu hiện vàng đột ngột trên ruộng, không chỉ riêng chú Bảy mà nhiều nhà nông khác vẫn chung một thắc mắc, giờ muốn xịt cũng không biết xịt thuốc gì cho đặng. Như ngày xưa hồi mấy năm trước thì lúa chỗ chính khoảng nó bọng thì lá lúa cũng đẹp, mà sau năm nay thời tiết nó bọng mà sao nó vàng lá chót lá như đốm 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 nhiều quá. Như lo lắng thì sợ nó không có đậu sát cậy đó, sợ nó lên nó hạ trong cậy, còn sợ thêm nữa sợ nó vàng quá trời rồi mình cắt cho nó không đúng á. Xét về cao thủ cánh đồng đội 6 này phải kể đến anh Quốc. Đầu vụ anh kéo hàng một công tròn một chục ký giống, cả vụ ứng dụng quy trình canh tác tiết kiệm nên vàng lúa từ nhỏ đến cọng trái me bóng mướt như thà mỡ. Nay đến kỳ phun cuối, anh Quốc tính bụng sai đúng theo quy trình đã soạn sẵn. Ngặt nỗi thấy vàng lúa xuống màu quá nhanh nên anh Quốc cũng dè chừng. Anh Quốc nhấn mạnh, vàng trên ruộng lúa có cả trăm kiểu, giờ phải biết rõ vàng do bệnh hay vàng rầy mới phối thuốc phun được. Nói chung từ đầu vụ giờ, nói chung bằng theo quy trình tiết kiệm, nói chung xài cái diện tích tính ra 1.300 là chỉ có 36-37 ký phân. Nhưng mà nó tốt, nói chung là từ đầu tới cuối luôn. Nói chung nó đẹp, là cực đẹp luôn. Nhưng mà sao mà thời điểm sau lúc mà lúa mà chín nửa bông á, cỡ 15-17 ngày nữa thu hoạch á, tự nhiên sao mà vàng lá đợt này sao mà nó xuống nó màu, chung gầy là nó cũng không có gầy nữa. Có người thì nói thời tiết, có người thì nói bệnh vàng lá sớm, nhưng mà nó cũng không có đúng là vàng lá sớm. Câu hỏi vì sao lúa bị vàng đã tạo nên một cuộc thảo luận lớn từ đồng ruộng đến các hội nhóm trên mạng xã hội, và những nhà nông thời công nghệ như anh Sinh chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Qua các buổi cà phê sáng hay các chầu nhậu chiều, anh Sinh đã tổng kết được nhiều luồng ý kiến từ anh em làm ruộng chung đồng. Người thì đòi cộng thuốc sâu thuốc rầy, người thì quả quyết phải thêm thuốc bệnh mới chặn đứng biểu hiện vàng lá bất thường hiện tại. Với vai trò là một người trọng tài có tâm, anh Sinh đã tiến hành phân xử từng nguyên nhân và đưa ra nhận định được nhiều bà con ủng hộ nhất. Theo cái thời điểm hiện nay thì sáng đi cà phê với anh em thì một số anh em nói là hiện nay lúa mình đã nó có thể là màu vàng bất thường đó. Thì một số anh em thì nói là do thiếu phân, rồi một số anh em thì nói là do bệnh, rồi một số thì nói là do thời tiết. Thứ nhất là nói về cái vấn đề thiếu phân thì nó cũng không phải là thiếu phân, tại vì thiếu theo một mảnh ruộng mà nếu thiếu phân thì cũng phải có từng chỗ thôi, chứ không phải là nó thiếu toàn bộ. Còn cái vấn đề thứ hai nói về bệnh á, thì bệnh thì phải nó xuất hiện những cái là đốm hoặc là nó biểu hiện những cái gì đó. Thì còn riêng anh á, thì anh thiên về là vấn đề thời tiết thì nó nhiều hơn, tại vì đồng nhà bị nè, cái đồng lân cận cũng bị, và những nơi khác anh em trao đổi cũng ở xa xa cũng bị rất nhiều.
Như vậy, thời tiết chính là yếu tố cuối cùng sau khi đã phân tích và loại trừ các nguyên nhân gây ra hiện tượng vàng lá bất thường. Và để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những thông tin khoa học để có được công thức phun xịt hoàn hảo nhất cho lần phun cuối nhé. Bà con thân mến, thì nguyên nhân vàng do bệnh cũng như là vàng do thiếu dinh dưỡng thì đã được làm rõ qua phần chia sẻ của nhà nông kinh nghiệm. Riêng về cái vấn đề vàng do thời tiết thì vẫn còn mơ hồ. Ngay phần cuối của chương trình, Trọng Hiếu kính mời quý khán giả, quý nhà nông chúng ta sẽ cùng lắng nghe để hiểu hơn về nguyên nhân vàng do thời tiết này nha. Nói về thời tiết thì đó là một phạm trù lớn, tập hợp các trạng thái khí tượng như nắng hay mưa, nóng hay lạnh, ẩm thấp hay khô ráo. Và cây lúa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi các yếu tố trên có sự thay đổi bất thường. Cụ thể, nhiệt độ vượt ngưỡng chịu đựng, cây lúa sẽ biến đổi hàng loạt các quá trình sinh lý bên trong và biểu hiện ra bên ngoài như vàng lá chân, vàng chớp lá, bó rễ, trổ ngẹn hay thụ phấn kém. Những biểu hiện đó được các nhà khoa học gọi là stress, còn từ ngữ thường được nhà nông hay gọi đó là cây bị sốc. Nhìn lại khoảng ngày của tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch năm nay, khi mưa trái mùa vẫn còn vương vấn, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, cộng thêm bản chất cây lúa khoảng ngày về cuối phải tập trung toàn lực nuôi bông nuôi hạt nên sức chống chịu cũng kém đi. May mắn thay, nhà nông phát hiện sớm nên cây lúa chưa bị ảnh hưởng nhiều. Giờ tính đến các giải pháp cải thiện thì phải tiến hành quan sát độ tươi của phần lá còn lại và khả năng vào chắc của những hạt trong cậy. Bà con thân mến, thì những ngày gần đây bà con Hoàng Vũ nhận được rất là nhiều cái tin nhắn, cuộc gọi về cái tình hình mà cái ruộng lúa của chúng ta ở giai đoạn từ đỏ đuôi về sau đó bà con. Nó bị vàng, nó xuống màu rất là nhanh. Và gần nhất là mình nghe ở Tân Hiệp, Kiên Giang nè, Kinh Tư, Kinh Hai, rồi ở Chợ Mới, An Giang, và kế bên mình nữa đó là ở Dị Thủy, Hậu Giang bà con. Và qua cái những cái thước hình đầu chương trình đó, bà con mình đã thấy và đã nghe những cái phân tích của nhà nông kinh nghiệm về việc loại trừ đi cái biểu hiện của bệnh vàng lá chín sớm cũng như là cái biểu hiện thiếu dinh dưỡng trên ruộng lúa. Và bà con mình mới quay qua mình nói là do thời tiết. Và ở đây thì nhiều anh chú nói giờ cái gì mày cũng đổi thừa cho thời tiết hết trơn thì cũng chưa thuyết phục hết bà con ha. Và Hoàng Vũ muốn có một cái sự cụ thể hơn thì do cái cây lúa của chúng ta bị sốc nhiệt bà con. Và hồi đó giờ khi mà mình đề cập tới cái chuyện sốc đó, có nhiều nhà nông chia sẻ nói là cái cây nó đâu phải người ta đâu mà nó có cảm xúc rồi nó sốc. Nhưng mà cái điều đó không phải bà con. Cái cây trồng của chúng ta bà con thấy là theo giáo sư Nguyễn Bảo Vệ là nó có những cái biểu hiện cảm xúc. Và bà con mình thấy giả sử mình trồng ở trong tối, nó biết dương ra ngoài để nó lấy ánh sáng. Nếu như bà con mình rải phân ở chỗ này thì nó biết thò cái rễ nó ra để nó lấy dinh dưỡng. Thì đó là những cái biểu hiện cảm xúc của cái cây trồng bà con. Và đối với cái điều kiện mà thời tiết, bà con mình biết đó, cái khoảng nhiệt mà cây lúa thích hợp nhất để sinh trưởng thì từ 28 cho đến 33 độ C. Và Hoàng Vũ lấy ví dụ đó bà con. Hoàng Vũ có cái cọng dây thun nè. Thì đây là cái khoảng chịu đựng, cái khoảng chịu đựng của cái cây lúa chúng ta là từ 28 đến 33 độ C. Nhưng mà bà con mình thấy bây giờ ban đêm nó xuống 22 độ và ban ngày có những khoảng ngoài trời nó 36 độ thì coi như là cái khoảng này nó phải bị giãn ra. Cái lực đó bà con, cái lực tay của Hoàng Vũ chính là cái khoảng thời tiết hiện tại nè. Nhưng mà cái khoảng chịu đựng của cọng dây thun này nó có chút xíu à. Và khi mà nó phải chịu qua ngày này qua tháng nọ thì dĩ nhiên là cái sợi dây này nó chịu không nổi bà con ha. Nó sẽ bị lờn đi và thậm chí nó bị đứt đi các bà con. Và cái biểu hiện sốc ở trên ruộng lúa những cái ngày cuối này là bà con mình thấy nó sẽ xuống màu vàng rất là nhanh. Tại sao? Tại khi cây lúa bị sốc thì nó sẽ sản sinh ra những cái chất ức chế, trong đó nó có là cái abscisic acid và nó có thêm cái ethylene. Và bà con mình lại quay lại cái lý thuyết về ethylene, đó là một cái chất điều hòa sinh trưởng và nó thúc đẩy quá trình chín nhanh của cái lá và thậm chí của cái hạt nữa bà con ha. Do đó thì đó là cái sự giải thích dựa trên nguyên lý khoa học và dựa trên cái điều kiện nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm hiện nay nó dẫn đến cái biểu hiện vàng xuống màu cả đồng luôn các bà con ha. Rồi nhưng mà quay lại bà con mới hỏi bây giờ vậy cử phun cuối rồi phải xài cái gì giờ. Và bà con mình nhớ hồi đó giờ đó bà con, mình có cái tâm lý là đi ra ngoài ruộng là mình phải kiếm cái gì xấu xấu, mình coi lúa có sâu không, lúa có bệnh không, lúa có bị màu vàng không. Và mình quên đi những cái là mình phải dòm cái chỗ cây lúa chúng ta đang rất là tốt đẹp. Mình thấy đây những cái phần trong cậy, mặc dù cái lá nó xuống màu nhưng mà cái phần trong cậy đây nó đã vô cứng hết trơn rồi.
Do đó mình cũng đâu có cần phải lo lắng quá bà con ha. Và Hoàng Vũ đưa bà con một cái công thức. Thứ nhất, đó là cái chất điều hòa sinh trưởng Racinolite bà con. Mình nói tới sóc thì phải nhớ đến cái Racinolite. Tại vì trong cái 6 cái thế hệ điều hòa sinh trưởng thì cái Racinolite là cái chất duy nhất nó có cái tác dụng chống sóc, chống stress bà con ha. Và bên cạnh đó, bà con mình thấy nó xuống màu thì mình sẽ bổ sung một cái nhóm dinh dưỡng và Hoàng Vũ đề xuất đó là cái nhựa sống cây trồng tu chi hạt tiêu của Tây Ban Nha. Và bà con mình chỉ cần bổ sung hai cái này thôi, đưa vào cái cử cuối là nó sẽ đảm bảo được tất cả các điều bà con chúng ta mong muốn. Còn cái những cái biểu hiện mà đốm đốm, những cái đốm nâu này bà con, nếu mà theo thực tế đồng ruộng này thì Hoàng Vũ khuyến cáo là mình có thể bỏ qua luôn. Nhưng mà mình phải cân đối bà con ha. Những cánh đồng khác đâu đó nó còn có biểu hiện những cái nấm bệnh trên hạt hoặc trên lá thì bà con mình phải kết hợp thêm cái thuốc trừ nấm vô. Vậy là chúng ta sẽ có được một cái công thức phun xịt thật là hoàn hảo và ứng với cái điều kiện hiện nay. Xin chúc cho bà con chúng ta bảo vệ được năng suất và có một cái vụ mùa thắng lợi phía trước. Cách ví von khả năng chịu đựng của cây lúa như sợi dây và sự biến đổi thời tiết như lực kéo rất phù hợp để giải thích vấn đề sốc nhiệt trên ruộng lúa hiện tại. Biểu hiện vàng bất thường khi đã được hiểu rõ trở nên bình thường và cách giải quyết vấn đề sẽ tập trung vào việc chống sốc và bổ sung dinh dưỡng nhằm giữ độ tươi của lá. Những nhà nông kinh nghiệm cũng chia sẻ về màu sắc lá ở khoảng ngày gần thu hoạch. Nếu lá vàng nhưng vẫn còn tươi thì năng suất sẽ không bị ảnh hưởng. Qua đó chắc hẳn bà con mình cũng đã yên tâm nhiều, giờ tiến hành ngay cử phun cuối và chờ đợi ngày thu hoạch là xong. Thì cái nguyên nhân mà vàng lá này nè, nếu như mà nó xuất hiện sớm ở trên cái ruộng lúa của mình á thì nó làm cho khô lá thì nó sẽ ảnh hưởng một ít năng suất. Còn nếu như mà nó xuất hiện trễ mà cái lá nó còn tươi, cảm thấy nó còn tươi, nó còn quang hợp được thì cái năng suất nó không giảm đáng kể là bao nhiêu. Nói chung là anh em nông dân mình cũng đừng có lo lắng về trong cái trường hợp này. Sau khi kiểm tra lại, nếu mà xem trên cái lúa thì nói chung là nó bị vàng hay nó hơi ngã vàng, nhưng mà vì cái số lượng hạt chắc của mình trên bông nó vô cũng đã tới cậy thấy no, thấy nó cũng yên tâm. Xong nhiệm vụ chẩn đoán nguyên nhân vàng lá, anh em rảo quanh các ô ruộng, điểm qua nhiều giống lúa để đánh giá về năng suất tổng quát. Đồng này có ST24, ST25, RVT, OM18. Nhìn chung giống nào cũng vào gạo tốt, hạt sáng mẩy, phân cậy cũng đã vào chắc chờ ngày chín. Anh em chỉ ra vài dấu hiệu trúng mùa khiến nhà nông khoái chí. Với dạng bông trước mắt, ước chừng công lớn phải trên tấn 2. Đồng hồ cũng đã điểm quá trưa nhưng anh em cứ bệnh rịnh chưa chịu về. Thiết nghĩ đây chắc hẳn sẽ là chuyến thăm đồng cuối cùng trên trà lúa đồng xuân 2023 rồi, tính ra nhanh thiệt. Thôi thì tạm biệt một vụ mùa nhiều cảm xúc, chúc cho nhà nông trúng mùa được giá. Chúng ta còn cả vụ hè thu đang đón đợi nữa à ngang. Kính thưa quý nhà nông, kính thưa quý khán giả thân mến, trong cái văn chương đó bà con, người ta thường miêu tả là một cánh đồng lúa chín vàng óng bà con, chứ không ai nói mà cánh đồng lúa chín xanh lè hết trơn. Cho nên là bên tay phải Hoàng Vũ nè bà con, đó là một cái màu lúa chín đại diện các bà con ha. Chín đúng theo sinh lý và nó thể hiện một cái màu vàng tươi, và cái lá tuy là nó xuống vàng nhưng mà nó vẫn còn tươi bà con. Và bà con mình thấy là năm nay thì Hoàng Vũ đi thăm những cái cánh đồng nó có những cái xa xa một cái đốm than vàng thì Hoàng Vũ nghĩ năm nay năng suất rất là cao bà con. Và chắc chắn là cái điều này nó cũng đang diễn ra theo thực tế. Nhiều cánh đồng thu hoạch thì ở cái giai đoạn này thì tấn 2 công lượng lớn, rồi tấn 2 lẻ rất là nhiều các bà con ha. Vâng, và mình cố gắng mình sử dụng những cái chế phẩm, những cái giải pháp để mình duy trì cái màu lá thu hoạch thì nó còn vàng tươi như thế này. Bà con đừng để là nó vàng khô như vậy thì năng suất nó bị hao hụt các bà con ha. Vâng, thì kết cái đoạn phóng sự ngày hôm nay thì chúc bà con chúng ta sẽ có thêm những cái nhận định mới về những cái biểu hiện sốc nhiệt ở trên ruộng lúa giai đoạn từ chỗ đến chín, và qua đó thì mình sẽ có được cái giải pháp mình bảo vệ được trọn vẹn năng suất. Bà con thân mến, như vậy là công thức phun xịt cửa cuối của chúng ta sẽ bao gồm chất điều hòa sinh trưởng kết hợp với dòng dinh dưỡng dạng nhựa sống. Bên cạnh đó thì quý anh chú mình cũng cần phải quan tâm tới những đối tượng nấm bệnh để mà quản lý khi cần thiết. Cuối lời thì Trọng Hiếu kính chúc toàn thể quý khán giả, quý nhà nông sẽ có một ruộng lúa thật tốt, bảo vệ thành công được những cái bông lúa của chúng ta đến cuối vụ và đạt được cái giá bán thật tốt nha. Trọng Hiếu xin chào bà con và hẹn gặp lại ở chương trình kỳ tới.